Sau một thời gian dài chờ đợi, các bạn nhỏ sẽ được gặp lại chú mèo máy Doraemon trên màn ảnh rộng với một phiên bản hoàn toàn mới mang tên Doraemon Nobita và Đảo Dấu Vàng. Và trong phần phim lần này, chúng ta sẽ được gặp lại các nhân vật quen thuộc trong một diện mạo mới. Cô là ai? Sao lại có người giống Shizuka quá vậy? Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra nó. Đây chính là Đảo Kho Báu Tuần Sau. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết thiếu nhi kinh điển Đảo Dấu Vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson, biên kịch Kawamiura Genki đã sáng tạo nên diện mạo mới cho nhân vật với những bộ quần áo thủy thủ đáng yêu mang đậm chất phiêu lưu thử thách. Chú mèo mập ú Doraemon ngu ngơ với chiếc mũ kepi trứ danh đã trở nên thật ngầu. Hình tượng Jean đầy dũng mãnh cùng chiếc mũ đầu lâu và quả chùy khổng lồ đã trở thành lá chắn mạnh mẽ bảo vệ cho toàn phi đội. Trên đường đi đến hòn đảo bí ẩn, cả nhóm đã bị hải tặc tấn công. Cậu bé Flock và chú vẹt đỏ có tên là Whis đã trở thành con tin bất đắc dĩ. Là một thợ cơ khí và đang nắm giữ một bí mật về hòn đảo, liệu Flock có trở thành một đồng minh đắc lực giúp họ vượt qua cuộc phiêu lưu này? Hay sự xuất hiện của cô bé tóc vàng Sarah tại nơi đang giam giữ cô bạn Shizuka đang bị nhóm hải tặc bắt cóc sẽ mang đến điều gì? Bên cạnh đó, cặp đôi Gaga và Vivi xuất hiện đầy đáng sợ. Mái tóc hai màu đỏ xanh, ánh nhìn sắc lạnh của Vivi hay vẻ ngoài dữ tợn cùng bộ râu kỳ quặc của Gaga liệu có khiến Nobita và các bạn phải sợ hãi? Ba, hãy dừng tay lại đi! Nghĩ gì mà hành động như vậy hả? Thêm vào đó, với sự ma mị và mờ ám của thuyền trưởng Sliver sẽ trở thành những thử thách đầy khó khăn cho phi đội của thuyền trưởng Doraemon. Với hai tuyến nhân vật đối đầu đầy cam go và kịch tính, chắc chắn sẽ tạo nên cảm giác dễ chịu thoải mái trong suốt quá trình theo dõi của các khán giả nhí. Phim Doraemon Nobita và Đảo Dấu Vàng khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 25 tháng 5 2018 với các phiên bản lồng tiếng và phụ đề.